Khi mình mua máy cho ăn về thì mình sẽ có hai bộ phận, một là máy cho ăn và thứ hai là bộ phận điều khiển của máy, hay còn gọi là bộ timer. Có nhiều người mua máy rồi mà không biết đấu nối dây điện làm sao. Nhiều khi đấu nối xong rồi lại sợ nó bị sai, bị cháy timer. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đấu nối dây điện trước tiên ha. Máy mình đã đấu nối sẵn sàng cái đường dây hết rồi. Mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho mọi người cái đường đi dẫn của cái máy cho ăn ha. Rồi, đầu tiên là về cái ổ cắm trên bộ hẹn giờ, mình sẽ ghim trực tiếp đi ra chân máy. Đây, mình sẽ ghim là dây xanh ha. Mình đi thẳng ra chân máy luôn, máy của máy cho ăn ha. Rồi, hai sợi dây của bộ hẹn giờ ra thì mình sẽ đi trực tiếp vào CB nguồn điện của mình. Thì chúng ta có một cái lưu ý rất là quan trọng là dây đỏ sẽ trực tiếp vào dây nóng ha. Còn dây còn lại là sẽ vào dây nguội của CB. Mình muốn kiểm tra được dây đỏ đi đúng dây nóng hay không, hoặc là dây này đi đúng dây nguội hay không, thì mình sẽ sử dụng bút cơ điện để mình kiểm tra dây điều đầu vào của cái CB. Đây, cái dây đầu này là dây nóng, nó sẽ cháy đèn đây ha. Rồi, nó sẽ đi dây đỏ của bộ hẹn giờ, nó đi vào. Đấy, còn dây còn lại là dây nguội, mình sẽ cũng tra một lần nữa, nó chắc chắn là không cháy đèn rồi. Ok, được chưa? Mọi người về cách đấu nối dây điện của bộ hẹn giờ vào máy cho ăn, nó rất là đơn giản đúng không nào? Nếu mà mọi người có thắc mắc gì thì cứ xem đi xem lại nhiều lần ha. Rồi, xin chào tạm biệt và clip sau mình sẽ hướng dẫn mọi người về cách cài đặt cái bộ hẹn giờ này. Rồi, xin cảm ơn.